Nếu mọi người thì hôm nay mình mua một hộp gồm 30 pack Unfit Mono. Như hôm trước ấy, mình có đặt ở trên Shopee, mình thấy mà mua một hộp này thì mình sẽ được tặng thêm một thẻ nữa. Mình sẽ bóc. Bọc này trông hơi bóp. Phết này. Ở đây có cái gì? À, các thẻ đặc biệt à? À, đây là các thẻ siêu đặc biệt rồi. À, và đây là phần quà thôi, không có gì. Mình sẽ đến các pack, kiểm tra pack xem đủ không nhá. Đây là pack đặc biệt. Rồi nhá, thì mình sẽ mở hôm nay, mình sẽ mở tiếp tục là gắn bách nữa đi, gắn bách nữa đi. Đó là và một kèm theo một bách đặc biệt. À, vậy là tổng cộng hôm nay mình sẽ mở là 6 bách, xem có gì nhá. Rồi, đầu tiên mình sẽ mở cái pack đặc biệt này trước, xem ra được cái thẻ gì. À, đây là thẻ quà tặng. Chất liệu thì giống với cả thẻ thường ấy. Oh. Luffy Wano 1 tỷ 5 penny. Thế chất liệu cái thẻ này thì cũng giống với mấy cái thẻ mình mở bình thường, khá mỏng. Nhưng mà được cái hình như chỗ này là 9 sao vậy ạ. Ờ đúng rồi, 9 sao. Thì là tiếp tục cái pack đến các pack thường này. Ồ, đầu tiên là Zoro rồi này. Ồ, sau đó là đến chủ tịch. Tiếp tục là Zoro. Zoro thì giống hệt nhau. Uấy Akainu. Rồi cộng. Thế lại có cái hình gì giữa, ở dưới. Và tiếp tục là chị đại Robin SR. Ngon nha, tấm này mình chưa có. Sẽ để những cái tấm đặc biệt sang một bên, những tấm thường ở trong một bên. Nhưng mà tấm R cộng này nó cũng khác với cả cái tấm R cộng bình thường. Vì mọi người thấy không? R cộng bình thường là sẽ kiểu ánh vàng các thứ, mà ở đây tấm của Akainu này thì không có ánh vàng, chỉ phản quang thôi. Đó. Rồi tiếp tục đến bách thứ hai. Có thể hôm nay trông hơi xui này. Đầu tiên luôn là Frankie này. Này như mình cũng có rồi. Lico Robin.
hay tâm như cô Robin luôn. Có thể hôm nay nhân phẩm may mắn này, rất đặc biệt này, rất đặc biệt là chủ tịch Chopper SSR. Thấy như một cái rồng sao. Tâm cuối là Zoro, này ra tận 3 Zoro. Nên mình để sang bên này cho mọi người nhìn thấy dễ. Tiếp tục. Tâm cuối 3, Pack 3, Lami. Rồi Sanji Zoro, Sanji Gonno thì cũng chưa có. Tiếp tục là Nami, đặc biệt là Usopp, những cái Usopp thì cũng chưa có. Và tầm cuối là Luffy. Hôm nay tính dáng khá nhiều đến băng poster, nhưng mà đó là những tấm mà mình có rồi. Pack thứ tư là Zoro. Thì pack này mình chưa có. À đâu, pack này có rồi. Luffy, Wano này, Ace Sạn này, Wano này, tấm đặc biệt Brook, NFR chưa có. Và tấm cuối à, chủ tịch Chopper. Rồi về mình sẽ đến pack cuối cùng. Pack cuối cùng thứ 5 là đầu tiên đó là Robin, tiếp theo là Lami, Sanji, rất đặc biệt này. Oh, Robin thẻ ngang nhưng mà là thẻ ngang Uchari, ngon. Và tấm cuối cùng à, của vua mèo. Mình tưởng là vua mèo bình thường nó sẽ hay đi cùng với cả những cái tấm của vua chó cơ, mà nay thì lại không có. Thì tổng kết lại thì hôm nay mở 5 bách là 1 bách vàng. Thì bách vàng mình trúng được thẻ Luffy, Taro. Đấy, khá đẹp. Và cái PR mình cũng không hiểu PR. Và 5 tấm. Ở đây nó có 4. Thế nhưng mình mở thêm 1 bách nữa. À đây, bách này nó rơi ra ngoài. Ừ, đây đây nó kẹp tiếp bảo sao có mở được 5 tấm. Đầu tiên là Uncharted của Nico Robin này, tiếp tục đó là đến ER của Brook, ER Usopp, ER chủ tịch Chopper, ER của chị đại Robin. Và ngoài ra thì mình cũng sẽ được thêm một tấm gọi là, mình cũng thấy nó hơi khác lạ với cả các tấm còn lại, đó là tấm của Akainu. Nhưng mà tấm này không có ánh vàng như mọi tấm khác, thì mình không biết là tấm này có đặc biệt không hay là người ta in lỗi. Chắc là tấm đặc biệt đấy, tại vì nó có thêm chữ ở đây thì chắc chắn người ta phải làm biết chữ. Tổng đó là tổng kết khi mà 6 pack, 1 pack vàng, 1 pack one loot và 5 pack thường của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và subscribe. Hãy comment để lại cho những ý kiến gì góp ý về video của mình nhé. Cảm ơn. Bye.